Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng có thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con game mà sẽ được chuẩn bị ra mắt ở thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Con game mà có tên là Danh Tướng Thiên Hạ. Đây, đây là giao diện game và bây giờ mình sẽ vào để trải nghiệm nó cho mọi người. Một tựa game hình như là dạng SLG thì phải. Chơi theo kiểu là xây dựng quân đội và chiến đấu theo kiểu là giáp lá cà ấy. Nó thể loại game SLG nó thường sẽ xây dựng game theo kiểu là như một trận trận như một trận chiến thật, và các bạn cũng xây dựng quân đội như một cái quân đội thật đó. Các bạn sẽ tham gia trận đấu bằng cách bố quân, và quân thì nó cũng có tướng cũng có lính đó, và cái việc mà điều lính như nào, điều quân nào, mang lính mang quân nào đó là việc của các bạn. Và ngoài ra nó sẽ xây dựng các thành trì để phục vụ cho cái việc chiêu mộ quân hay là xây dựng cái sức mạnh của đội hình của các bạn lên. Đấy, bằng việc nâng cấp những cái như kiểu lương thảo, kiểu thường thường những cái dòng game SLG nó sẽ là dạng như vậy. Còn trong game này thì giờ mình test thì mới biết được. Trước đây mình thấy thì chúng ta có thể sẽ sử dụng một cái bộ kỹ năng phó tướng, xong rồi dùng những kỹ năng của chủ tướng. Ở đây còn có một cái tuyệt nữa nhưng mà nó chưa mở khóa. Khá là đa dạng bộ kỹ năng. Thật ra là nếu như mà trong một tựa game SLG mình các tựa game SLG mình đã trải nghiệm, thường thường nó sẽ là vào trận nó sẽ tự động đánh, tự động đánh, và sẽ không có cái chuyện mà chọn các cái tuyệt kỹ của lính của tướng như này đâu, khó lắm. À, đặt tên à? Ok, làm quả tên cho nó thật là uy tín nào. Ok, tựa game này sẽ được ra mắt ở thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đấy, và sẽ được công bố sớm thôi. Để theo dõi cái thông tin này, anh em có thể follow fanpage, mình để link fanpage dưới phần mô tả video nhé. Đó, lúc ấy thì các bạn có thể trải nghiệm game. Hình ảnh nhân vật khá là đẹp nhỉ. Nhìn nó làm mình liên tưởng đến các tựa game Carpetal, các loại kiểu tạo hình nhân vật của các game Carpetal nhiều. Khoái. Ui, tạo hình nhân vật nhìn quen mắt ra mà đấy. Hô, điều quân nhanh dã man. Uầy, đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có một cái bố trận. Một cái bố trận mình thấy ở đây là bài 3, phó 1, phó 2, phó 3, phó 4. Ở đây là tướng chính. Đó. Nghĩa là các bạn chỉ được mang một tướng chính thôi thì phải. Chỉ được mang một con tướng chính thôi sao ấy. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng các phó tướng là chủ yếu. Điệu quân này. Hồi vũ là cái gì ta? À quên. Hồ, vu hồi ở vu hồi. Vu hồi. À. À, vừa đánh vừa thủ. Rồi xong rồi được chọn là dùng kỹ năng của chủ tướng này. Đấy, nó phải có thời gian, nó phải có thời gian để sử dụng. Có vu hồi bên này, có xung phong này, thương trận này, vẫn thân này. À, nhiều nhỉ. Rút lui này là sao nhỉ? Có thể bấm thử không? Tạm thời không thể rút lui. Ok, cái đoạn đầu này thì nó khá đơn giản, nó là vừa hướng dẫn chúng ta chơi và vừa cho chúng ta nó là một loại kiểu tutorial ấy, nên là nó sẽ rất là dễ để các bạn dễ hình dung đến cái cách chơi game. Rồi ok, Chu Thương này sẽ là phó tướng. Như vậy là con ở giữa sẽ là tướng chính, còn tám còn lại nó sẽ là phó tướng. Đó. Và sẽ tùy các bạn. Nó như vậy thì nó sẽ rất hợp lý với cái việc là sử dụng một cái đội hình mà các bạn dồn vào một chủ lực ấy. Ừ. Thì nó sẽ là con chủ lực của các bạn, còn không thì sẽ dùng bọn ít ít đồ ở gọi là bọn ít đồ, nó sẽ là phó tướng. Đấy. Cái vu hồi này nó kiểu tấn công nhưng mà không phải tấn công theo kiểu xung phong như kia đâm thẳng vào quân địch ấy, mà kiểu vừa đánh vừa lui, vừa đánh vừa thủ ấy. Ồ. Đây 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 còn à, chỉ cần chết được chủ lực là trận đấu sẽ kết thúc. Thế đi map nhiều nhiều khi cũng không khó lắm nhỉ. Ok. Bản đồ. Đây, nó sẽ là một cái dạng bản đồ này đúng không? Nhiều khi có nhiều game SLG nó là cả một cái thế giới mở luôn đấy. Bản đồ nó là cả một cái thế giới mở và nó sẽ khám phá dần dần luôn đấy. Khủng khiếp lắm. Mình chơi nhiều thể loại game cả battle nó à quên, nhiều game SLG nó còn theo dạng là phải có phải phải hao tổn một cái thể lực sĩ khí để mà hành quân nữa cơ. Ui, đợi nó hồi lại thì nó cũng là một cái gì đó khủng khiếp luôn. Ok, chúng ta cũng sẽ có nâng cấp các con tướng giống như các tựa game Carpetal này, cũng có nâng cấp tướng này, chắc cũng sẽ có nâng cấp phẩm đoán thế.
chúng ta đa phần sẽ được khai chiến đấu khá là nhiều. Xung phong đây, xung phong này là kiểu nó xông vào hàng địch, nhưng mà mình chưa biết là lúc nãy nó thì xông hẳn phía sau luôn đấy. Vu hồi này, dùng kỹ năng này. Cái này nếu như mà mình bấm vu hồi thì chắc là bọn này nó sẽ cũng kiểu vừa đánh vừa thủ. Chứ nó không phải là ồ hạt phi lên. Nó sẽ còn khá là nhiều những cái yếu tố nâng cấp nữa cơ. Bồi dưỡng. Ok, có tăng sao nhá, có tăng sao. Cái này nó sẽ là một cái loại tu luyện, tu luyện. Tu luyện kỹ năng, đúng không? Nó giống một loại tu luyện kỹ năng và chúng ta sẽ có những cái nhánh để có thể đi theo. Mỗi cái nhánh nó sẽ kiểu thiên về một một cái sức mạnh, mình nghĩ thế. Thường thường trong các tựa game như thế này thì nếu như mà rẽ nhánh thì một nhánh sẽ thiên về công, một nhánh sẽ thiên về thủ. Dạng vậy. Ok. Mình cái này nó không cho mình chọn vu hồi nhỉ? Mình thử dùng vu hồi của bọn này xem như nào. Xung phong. Mình xung phong này là hơi kiểu hơi muộn hay sao, đúng không? Kiểu hơi muộn, nó phải xung phong sớm trước khi mà nó áp sát vào team địch ấy. Nó xung phong một phát nó lách ra phía đằng sau luôn ấy. Ừ. Cái kỹ năng nộ của chủ tướng này cũng khá là quan trọng này. Tôi thấy nó cũng khá là quan trọng. Các bạn sẽ phải lựa chọn một con nào đó nó thực, nó có cái thực lực khá là khỏe để khi mà nó dùng cái kỹ năng nộ này nó có thể gây ra cái thay đổi hẳn cái cục diện của trận đấu luôn. Nộ nó khá khó tích mà. Ui, có cái câu hỏi luôn ạ. Wow, trong map sẽ được kẹp vào đó khá là nhiều cái hay ho. Đây mình có thêm tướng. Và SLG thì nó cũng giống cả battle ở một chỗ là tướng cũng sẽ phải gacha và nó cũng sẽ có những cái sự kiện riêng để chiêu mỗi con tướng hiếm. Hoặc là nào. Hoặc là nào. Đây. Bố trí nhanh. Đấy, mình có một đống. Giờ thì mình có một đống phó tướng ở đây rồi. Rất nhiều phó tướng luôn. Cái gì đây? À, kỵ binh, thương binh, cung binh, mưu sĩ. Cấp tiếp theo, chỉ thị khiến cho thương binh giảm thương trận, giảm sát thương, nhận 33%, tăng chính xác, tăng lượng sát thương. Ui, cái này, cái chỗ mà chọn cái thương trận này nó sẽ tăng một cái chỉ số nhất định cho một cái hệ, ví dụ thương trận này thì nó sẽ tăng cho bọn thương binh. Đấy, thương binh là bọn binh sĩ cầm thương, chứ nó không thương binh, nó không phải là thương bệnh binh nhá. Ồ, nghe nó cũng hơi sẽ nhầm lẫn. Wow. Ok. Đây, chúng ta sẽ có 7 thương trận. Ok. Một cái vu hồi. Cái vẫn thân này là như nào? Tôi chưa hình dung cái này lắm. Nó phải có một cái lý giải. Dùng đạo vẫn thân lên mưu sĩ. À, tăng miễn thương. À, tăng miễn thương cho mưu sĩ. Đúng không? Ok. Nó còn có tác dụng cho cả bọn cung binh nữa. Nghĩa là quân ta tác dụng lên cung binh của đối phương hay sao? Ok, Trần Lưu. Giang Đông. Giang Đông Địa. Cái này nó cũng là theo một cái vòng như nhau mà từ đây lên Bắc xuống Giang Đông đánh vào. Bây giờ mình muốn đánh vào Giang Đông. Ok, đấy đi. Ui, có kiểu chọn hướng di chuyển luôn. Ui, tiểu quán đây rồi. Chỗ nghịch hay nhất game đây rồi. Cuốn. Chỗ này. Phân giải á, Thái Văn Cơ. Cái kiểu con Thái Văn Cơ này tôi có rồi đúng không? Tôi có rồi sao ấy. Thì nhận cái là nó lại yêu cầu cho tôi phân giải luôn. Thế mới hay. Bộ luyện sư. Có một lần. Một lần thì chưa mộ làm gì. Ok. Mình cứ đi theo cái tutorial đầu game để trải nghiệm cái gameplay cũng như là cái đồ họa của nó thôi. Đa phần là map đầu, đa phần nó sẽ là map, một cái hệ thống map khá cơ bản. Ok, đến các cái nhiệm vụ xem nào, quà online. À, hệ thống quà online có trang bị này, cái hồn này. Một số những cái thì nó sẽ phải, các bạn sẽ phải trải nghiệm game nhiều ấy, thì chúng ta mới có thể nắm bắt được nó có tác dụng gì và quan trọng trong game không. Mục tiêu 7 ngày, cơ bản. Và cũng sẽ có sự kiện 7 ngày, những ngày này cái khóa không cho mở. Và nó cũng sẽ có quà. Ui, tặng ai đấy? Khổng Minh ra các lượng à? Tặng ra các lượng luôn. Đấy, ngay nếu như các bạn làm full sôi nổi 560 điểm. Quà ưu đãi này sẽ là quà giảm giá. Thường thường quà giảm giá này chúng ta nên mua, nên đầu tư bởi vì nó giảm giá khá sâu. Ui, có cả lữ bố kìa. Ngày năm nhận gì đây?
trang bị. Ồ, ngay bấy. Như là một cái tuyệt kỹ sao ấy các bạn, đúng không? Như kiểu một cái tuyệt kỹ sao ấy. Nó không phải là tướng. Ừ, khó hình dung. Quả online thì vừa rồi lại nhận thêm được tiếp à? Ok, cứ sau thời gian online các bạn nhận được quà thôi. Cái này là những cái gì? Tăng cấp nhận tướng. Ồ, nghĩa là các bạn tăng cấp sẽ đạt đạt được cái mức cấp mà yêu cầu sẽ nhận được thưởng. Nhận tướng cũng như vậy. Phúc lợi game đầu game khá là căng, khá là nhiều. Ok, và đãi máy chủ mới, máy này thì sẽ không hay, không không quan trọng lắm. Ok, hệ thống map sẽ rất là rộng, chúng ta sẽ bắt đầu khai phá từ từ, khai phá dần dần. Đấy, để có thể mở rộng cái lãnh địa chúng ta ra. Ở đây thì nó có một cái phần gọi là trinh thu, nó gần giống như cái tính năng AR, AFK trong các tựa game idle ấy. Đó, thì kiểu tài nguyên dư ra thì các bạn ăn thôi. Đó. Ok, nâng cấp tướng. Có tăng cấp, tăng level thì mấy các bạn biết rồi này. Đấy. Cái tăng này là cái tăng kỹ năng. Ờ, tuyệt kỹ thì các bạn phải sở hữu. Tuyệt kỹ các bạn phải sở hữu. Phải sở hữu tuyệt kỹ mới lắp được vào, hoặc là một số con tướng nó mới có tuyệt kỹ. Khả năng cao là như vậy. Tăng sao. Tăng sao thì như lúc nãy các bạn thấy mình quay ra một con Thái Văn Cơ nữa thì nó sẽ tự động phân giải ra mảnh. Mảnh này sẽ dùng để tăng sao trong này. À, vậy là cái hồn tướng lúc nãy. Cái hồn tướng. À, mấy cái đầu này nó sẽ tăng bằng cái gọi là hồn tướng. Ừ. Còn cái mảnh kia các bạn quay ra để dùng để nâng những cái bậc tiến hóa lên lên sao ấy. Đấy, như thế này chẳng hạn. Ok, đây có 5 sao, không biết có lên được các sao cao hơn không. Cái thiết lập kỹ năng này cũng như vậy này. Mình sẽ phải nâng cái mưu công này. Đấy, sau đó nó mới thiết lập xuống dưới này. Nhiều cái. Đây còn có tăng bậc và cả ngũ hành nữa. Level 27 và 40 thì mới mở. Nên là cũng sẽ phải khám phá từ từ hệ thống ở trong game nhé. Ok, hôm nay sẽ trải nghiệm sơ sơ như vậy về game thôi, sơ lược một chút. Và mình sẽ đi sâu hơn tựa game này khi mà tựa game này chính thức ra mắt. Thì sẽ có những cái chuỗi video như kiểu hướng dẫn tân thủ 7 ngày ấy, kiểu trải nghiệm game cùng với các bạn. Link fanpage ở dưới phần mô tả video. Để hiện tại giờ chỉ mới có link fanpage thôi, để anh em có thể theo dõi thông tin về game. Khi nào game ra mắt thì các bạn có thể trải nghiệm nhá. Còn bây giờ xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.